ơi, con trai kiểu gì mà sửa soạn lâu kinh khủng. Không. Ủa ông Lâm, bộ ông đi giáp lá cà nguyên cái Sài Gòn này để thử đồ hay sao mà lâu gì vậy? Ủa, tôi ăn bận thường ngày cũng vậy mà. Mà đi khai trương bạn mình ở quán cà phê thì ăn mặc sang trọng xíu cũng được. À, tôi thấy ông sửa soạn lâu quá, giống như ông đi hỏi vợ vậy đó. Tào lao quá. Mà thiệt luôn á, khai trương thì cho địa chỉ tới đi, mình tới quán khai trương bắt mình đứng giữa bùng binh vậy. Chắc muốn làm cái chuyện gì bất ngờ đi nè. Đứng đây cũng ngại thiệt. Thiệt luôn. Lầm, ông nhìn coi. Ông có 4 con mắt, ông nhìn coi. Đó có phải là ông ba không vậy? Tôi nè, tôi thấy rồi nè. Ủa vậy là sao? Ủa? Cái gì? Sao? Sao là sao? Đi khai trương quán mà tự nhiên. Ê, hai ông đừng nói hông luôn, nóng khai trương của tôi hông tới sớm nha. Ê, thấy hoành tráng không, hoành tráng không? Đáng gì? Sao cho không cho tụi tôi địa chỉ đi, bắt tụi tôi đứng giữa bùng binh này là sao vậy? Thì địa chỉ nhà ngay trung tâm luôn nè. Là quán nào, thấy quán nào đâu? Nè, quán đó. Nè. Thì cái đó là cái quán. Đó, trước cái quán là có cái xe cà phê. Ủa, quán cà phê kiểu gì đây? Thì bình thường thôi. Bây giờ cái quán nằm chỗ lạ xưa rồi. Bây giờ cái quán phải di động, nó phải chạy vòng Sài Gòn mới là ok. Thôi đi ông, Sài Gòn này kẹt xe lắm rồi. Bây giờ ông cho thêm vài trăm chiếc xe này để ai đi được hả? Ông xàm quá, bây giờ thời buổi về phải di động về để phục vụ bà con. Ví dụ nhiều khi bà con mà thèm cái thương hiệu của tôi mà con nó xa quá thì đâu có ship tới được. Phải chạy vòng vòng vậy, ai cần nhu cầu là có hết luôn. Ủa xe này đâu ra vậy? Lụm. Lụm á? Lụm. Thùng, đâu ra tự nhiên cho ông lụm. Ông xàm không ơi, tôi giỡn thôi. Chứ nghĩ sao cái xe đẹp gì mà lụm vậy, ở đâu mà cho ông lụm? Rồi đó, xin lỗi ông nha. Bây giờ là một chiếc xe nhỏ như thế này, nhưng mà tôi nghĩ 5 năm sau nha, thương hiệu của tôi sẽ tràn khắp ở nơi đây. Nó chỗ nào cũng thấy cái xe này của tôi hết. Tôi sẽ là người mà tôi nói sáng lập ra cái mô hình này đầu tiên. Toàn Việt Nam luôn. Toàn Việt Nam luôn, tôi là Trùm. Gì vậy? Thái độ gì vậy? Đang rảnh đúng không? Đang rảnh đúng không? Thì đi khai trương giờ ông làm gì là rảnh rồi. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Vậy hả? Làm vậy hả? Ông đừng có xàm quá ông ơi, ông lụm giùm tôi đi. Chứ sao ông cần nén? Ông đừng có nói với tôi là ông ra đây chỉ để cho tụi tôi phát tờ rơi nha. Mặt vét đó man. Có gì đâu, bình thường mà mặt vét phát tờ rơi nó mới sang. Đi đi. Đi đi. Cô gái. Dạ, cho anh hỏi một tí. Em có đang rảnh không? Em cầm giùm anh cái này được không? Rồi, cảm ơn em. Em đi đâu, em cứ đi đi. Chào em. Rồi, phát xong rồi. Vậy cũng được hả? Được, nhờ tôi cầm giùm nguyên sắp thôi. Xong. Nè, mà sao ông ra ngoài đang bán gì? Thì giá tài ông trắng quá, ra đây đứng nắng bán cho nó đen bớt mà. Thôi, mấy ông có hiểu gì tôi đâu. Tôi với vợ tôi cãi lộn đó. Thì cái vụ một cái quán mà hai người chủ, hai ba người chủ đó tối ngày cãi lộn cãi lạ hoài, nên tôi mới quyết định là ra đây tôi làm riêng để tôi chứng minh cho bà thấy là tôi là người không vô dụng. Wow, ông thiệt là bản lĩnh nha. Vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hòa với nhau thôi, có cái chuyện đó thôi mà cũng ra ngoài có gì đâu. Bây giờ mình bả quán đó sao phải lo? Lo gì kệ bả, cái này tự bả muốn mà bả đáng chịu thôi. Tôi quyết định rồi. Cái gì vậy cha? Tôi sẽ cho bà thấy tôi là người có thể mà dựng nên sự nghiệp, không cần bà đụng tay tới. Ha, cha ơi là cha, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy tôi sẽ làm giàu từ cái xe cà phê này. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.